cho dù là cách tập là super set, drop set hay là FST7 đều kích thích cơ liên tục và đều tuân thủ những cái nguyên tắc về thể hình. Cái bài tập này nó nằm ở trong tầng số 6 dự án như những siêu phổ. Bạn muốn lên tầng 6 là bạn tập phải 5 rồi đó, chứ không phải giỡn thôi. Tướng nhỏ nhỏ thì thôi chứ cơ nào cũng có đó bạn. Năm sau đi thi Olympia nha. Nó những rep cuối, những rep cuối. Không dễ ăn đâu. Không dễ ăn đâu. Đáng giá giật lên, đốt mỡ, căng cơ, cường độ cao. Cảm giác sao, hiệu quả sao, chia sẻ cho các bạn. Cảm giác hả? Cứng, nhức, nhói, đơ. Hồi nãy tập ngực phê đúng không? Phê. Bây giờ chuyển qua tập lưng. Tập lưng là one arm dumbbell row. Tập superset one arm dumbbell row. Rồi tập đi, xuống nhớ xoay tay ra nha. Yes. Một. Tốt. Hai. Tốt. Xuống xoay tay ra. Đúng rồi. Tốt. Tốt. Mỗi bên 10 cái. Mấy cái cuối đáng lên nha. Tốt. Lưng tập tốt đó. Tốt. 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 Ok, good job. Tốt. 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 Ok, tốt. Tốt. Cố lên. Tốt. Tốt. Ok, good. Tiếp. Chúng ta sẽ tập liên tiếp. Đây là thể loại superset side by side. Chúng ta tập liên tiếp hai bên nha các bạn. Mỗi lần 3 bộ vậy đó. Đó, nó sẽ làm cho lưng bạn được kích thích liên tục. Và trong tất cả bài tập lưng đó, thì bài One Arm Numero này là bài là chị em phụ nữ là phải tập nha. Thứ nhất nó có hai lý do tập. Đây là một bài beauty. Beauty là sao? Tức là bạn cho chị em phụ nữ tập cái bài này thì cái tư thế rất là sexy, rất là đẹp, nó luyện đi. Rồi thứ hai nữa là cái bài này là bài nó cô lập, nó tập trung vô cái lưng tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều so với bao bèo. Đó, tiếp. Tốt. Mà nên nhớ là phụ nữ tập những tập free weight bằng tạ dumbbell nó sẽ tốt hơn so với bao bèo. Còn con trai thì tập hết. Tại vì thể hình là môn sinh ra cho con trai mà, nên con trai phải tập hết tất cả những bài về trend, về sức mạnh, về này kia. Còn đối với chị phụ nữ thì chúng ta chọn lọc những bài nó phù hợp nhất, nó tốt nhất và nó hiệu quả nhất để chúng ta kích thích cơ bắp. Rồi, cục này nổi được không? Hay là cục nhẹ hơn? Nhẹ hơn thôi. Nhẹ hơn, ok. Nó thở đó phải không? Giai đoạn này giai đoạn ăn tiền rồi bạn. Thở nè. Cho dù là cách tập là superset, dropset hay là FST7 đều kích thích cơ liên tục và đều tuân thủ những cái nguyên tắc về thể hình. Đó, về ATP, về sự phục hồi năng lượng, về sự chịu đựng của cơ bắp. Chúng ta phải khai thác tốt hết được những cái đó. ATP, lót. Khi xuống bạn xoay tay ra nó làm cho cái lưng bạn căng nhiều hơn. Đó, nguyên vùng lưng. Bài này là tập lưng và tập lats. Chưa, còn bên đây mà. Anh Giang à, đừng có thấy là thầy nói thầy không biết tập nhiều rep nha. Không có đâu. Sắp được 1/2 đoạn đường rồi. Xuống, căng, chính xác. Căng lưng. Cái đoạn căng là đoạn cực kỳ quan trọng. Rồi, tốt. Tốt. Đó, các bạn nhìn thấy phần lưng nè, di chuyển rất ok nè. Xét sau em quay ra, em quay ngược ra em tập đi để cho cái máy quay nó chỉa vô cái phần lưng em á. Để em thấy được cái phần lưng em nó vận động rất ok. Rồi, uống. Trên trao vào cao. Tướng nhỏ nhỏ thì thôi chứ cơ nào cũng có đó bạn. Năm sau đi thi Olympia nha. Uống gì ghê vậy? Ba xét thầy có cho em uống miếng nước ở đâu? Thì mình tập một bộ sao uống được? Phải hết bộ đó mới uống chứ. Bắt đầu phê được không? Nhất rồi đấy. Trăng sao lẫn lộn được không? Nhất rồi. Cho nghỉ 2 phút. Oh yeah. Em được nghỉ 2 phút. Chưa bao giờ thấy yêu 2 phút trong cuộc đời như thế này. 2 phút. Tại đây là chúng ta đang tập luyện theo phương pháp superset. Superset này là tương đối nặng. Đây là superset nâng cao nha các bạn, chứ không phải là superset hai nhóm cơ đó đâu. Cái bài tập này nó nằm ở trong tầng số 6 dự án như Nguyễn Siêu Phổ. Bạn muốn lên tầng 6 là bạn tập phải 5 rồi đó bạn, chứ không phải giỡn thôi nha. Bạn có tính thì trung bình học lực yếu yếu một tầng tập 2 tháng thì tầng 5 là hết 10 tháng, tầng 6 là hết 1 năm đúng không? Còn bạn nào xuất thần, xuất chúng á, xuất chúng là gì? Tức là tập rồi mà bị hỏng kiến thức, tức là tập cũng lâu lâu rồi đó nhưng mà bị hỏng kiến thức thì mới tập một tầng 1 tháng. Còn bạn nào mà nhập môn luôn mà chưa biết gì hết trơn á thì một tầng phải 2 tháng mới lãnh hội được, mới hiểu từ từ được. Em bắt đầu thấy cứng rồi thầy.
Cứng rồi hả? Rồi vô. Đó. Tốt. 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 Đó. Đây là bài tập rất quan trọng cho lưng nha các bạn. Nên các bạn sẽ gặp bài này rất là nhiều. Và lý do là Duy Nguyễn hôm nay quay video này cũng tại vậy đó. Các bạn sẽ gặp bài này rất là nhiều mà các bạn không biết tập, các bạn sẽ không khai thác được hết. Và tập cà tèn là nó không vô, nó không phê. Cường độ cao thì chúng ta phải có phương pháp tập. Tốt. Đó, bạn thấy cơ lưng nó di chuyển nè không? Đó. Cơ lưng của cô ấy đang chạy kìa. Bài tập này phải bỏ túi trong bài tập lưng nha. Xuống, dang cái lưng hết cỡ cho nó căng lên, kéo từ từ, không cần nhanh. Em phải tập trung. Rồi, được 1/3 đoạn đường. Cái này ráng giữ nguyên tại đi, cái sau phải giảm. Đó. Cái cơ này đang mệt mạc. Nó mới tập, nó còn mệt, nó chưa phục hồi hoàn toàn đâu. Bây giờ mình nhồi nó luôn. Trong cuộc đời thấy chữ giả mang nó viết làm sao. Đừng trách sao biển xanh nó lại mặn. Tốt. 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 Mà cơ lưng là cũng là một cái cơ trội của thương đó các bạn. Mà nhìn đi, lưng có lưng chữ B luôn nhưng mà giỡn hả? Đó, đối với chị em phụ nữ một cái lưng đẹp là lưng gì? Lưng nó phải chữ B, ít mỡ, mặt váy hở lưng nó mới đẹp. Đó, lưng các bạn để tự nhiên nó sẽ gợn đường số 11. Nó gợn đường số 11 là đẹp. Bụng cũng vậy, bụng phụ nữ mà để gợn đường số 11 sẽ rất là đẹp. Không cần phải nổi từng cục dứt như chích hàng nha. Cái đó là ngoại cỡ rồi, cỡ Olympia thì không bàn. Nhưng mà lưng á nó phải hình số 11, mỡ vừa phải ít. Các bạn không hợp, bạn nhìn không ra là Thu Hương gần 40 rồi bạn. 35 tuổi rồi đó. Ghê chưa? Bây giờ kêu là chị CFO chứ đâu dám kêu em CFO đâu. Tốt. Xong cái này chị giảm tạ cho miếng. Đây, nhớ superset. Superset. One arm dumbbell row. Tập liên tiếp, side by side. Một set có 3 bộ. Về BG là bạn tập tất cả là 6 bộ. 6 bộ mà tập có 2 set thôi đó. Nên khi mà Duy ghi trong cái giáo trình đó là 2, đúng không? Superset 2 nhân là bạn hiểu là tập bao nhiêu set, bao nhiêu bộ. Đó. Cái này là những rep cuối là cái chân bạn nó cũng phải hoạt động luôn. Cái chân nó phải gồng là nó giữ cục tạ luôn. Nên tập cái bài tập này các bạn sẽ được cái gì? Được nhiều cái lợi ích đó. Hầu như tất cả phần thân trên là nó work hết rồi đó. Chỉ có cái ngực mà chưa work thôi. Là bạn sẽ vô được nè. Cơ back nằm đây. Cơ lower back nằm đây. Cơ lats, mà cơ lats là cơ sẽ được tác động nhiều nhất. Nhớ lóc cái lưng lại, đó, đừng có cong lưng, lóc cái lưng ra đây lại. Nó những rep cuối, không dễ ăn đâu, không dễ ăn đâu. Đáng giá, giật lên, đốt mỡ, căng cơ, cường độ cao, cố lên. Trời ơi, thả con tạ đáng thương vậy? Trời ơi, thả tạ gì đau lòng vậy? Sao rồi? Hả? Thở đi. Bây giờ là... Không phải nhức nữa, bây giờ là nhói luôn nè. Nhói luôn hả? Chỉ còn 2 set thôi đó em. 2 set. Cái tổng mấy set hả? Tổng super set kêu là 2 set, mỗi set nó có 3 set con. Là nếu mà tính theo cái kiến thức bình thường là 6 set. Cái gì mà mẹ con ở đây nữa, cái nào ra cái đó thầy thì cứ... Kiến thức cường độ cao mà. Tóm lại là còn bao nhiêu set nữa? Thôi vậy được, kết thúc rồi đó. Em muốn tập nữa không? Muốn khuyến mãi không? Muốn drop set không? Thôi, tập nữa là... Thôi, tặng các bạn đi, em có năng khiếu mà drop set một set thôi. Có vụ bonus ở đây nữa trời. Thấy có lòng thì mình chiều, thôi chứ biết sao vậy. Trời ơi, phương pháp super set, drop set kết hợp bình thường. Ôi, cái này nặng quá. Nãy giờ em tập bao nhiêu lần rồi mà nặng gì? Cái cuối là 7,5 kg. Không, chứ tập đi được. Bao nhiêu set? 10, thất bại. Phụ nữ là phải tập 10 trở lên, nhưng mà không tập 8. Ha. Tại vì phụ nữ cơ bền rất là nhiều, khả năng chịu đựng rất là cao, tập 10 set. Có lộn 10 rep. Thấy không? Tập mạnh vậy mà diễn. Đó. 10 thất bại. Drop set. Qua năm numero. Rồi vô. Ủa? Không, đứng bên đó luôn. Rồi vô. Đó. Đó, còn xoay tay đồ ngon lành mà. Ráng cầm cái đầu phía cao nè, cầm nó ra vậy nè. Chứ không phải cầm bên thấp bên cao. Rồi. Đó, hai lưng chạy không? Đó, lưng chạy ăn tiền chưa? Rồi, tiếp tục. 5 kg.
giảm tới 25% luôn là ưu ái rồi đó. Tốt. Good girl. Tốt. 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 Rồi xong, cái lưng sưng luôn, bự luôn, đốt mỡ luôn, lưng chữ V, mặc váy sexy luôn, chịu hết nổi rồi. Đó bên kia, drop set là phải chịu hết nổi chứ, chứ drop set còn chịu nổi drop làm gì? Đó. Đó. Rồi. Tốt. Tốt. Rồi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Tốt quá. Tốt quá. Đó. Tốt quá. Hệ năng lượng Lycosen Lactic. Hệ năng lượng Lycosen Lactic đang quốc. Đốt đường đi. Đốt đường đi, đốt mỡ đi. Xong rồi, chút xíu về mình sẽ phục hồi Lycosen. Đó. Lycosen nha. Rồi, ok. Tốt quá. Tốt quá, năng lượng sung mãn tràn trề. Rồi, sao rồi? How do you feel now? Mình đéo cái tàu người thầy ghê luôn á. Nắng luôn. Sao rồi, xong chưa? Cứng hết cơ rồi này. Uống hết hai muỗng kem vào đồ à? Đâu? Thôi. Đâu, đâu, đâu? Lưng, lưng. Đau không? Ôi, mất cảm giác rồi giờ. Mất cảm giác luôn hả? Ủa, cái lưng kìa. Dạ, được tới đâu, không thấy gì nữa rồi. Rồi thôi, cảm giác sao, hiệu quả sao, chia sẻ cho các bạn đi rồi mình kết thúc clip này. Cảm giác hả? Cứng, nhức, nhói, đơ. Cứng nhất chứ đơ đúng không? Mà nhớ bỏ túi cái bài One Arm Liberal nha. Đó, lưng là những cái bài mà nào, quan trọng nhất là Duy Nguyễn chỉ các bạn nè. Lưng tập bỏ túi chừng 6-7 bài thôi là mình ra chinh chiến, không bao giờ sợ lặp lại hết. Tập mà có cảm giác người ta đụng vào người mình mà mất cảm giác luôn, vô cảm luôn là ngon á. Rồi ai vô tình coi video này nhớ ghé BBT mua súp nha, hoặc là ghé Thang Lò Gym để tập luyện những máy tập VIP đẳng cấp nhất hành tinh này. Tôi Duy Nguyễn và đây là chị Siêu Cô, đầu tư phòng gym rất là đỉnh nha các bạn. Bye bye.